Các bác thân mến, trước mắt màn hình các bác thấy được đây là chiếc đầu CD Denon S10 hai la mã. Đây là chiếc đầu thuộc dòng 2 trong 1, nó vừa chạy địa CD và có tính năng giải mã DAC. Ở video clip lần này em sẽ cùng các bác sẽ đi quan sát tổng quan về hình thức bề ngoài và sau đó thì em sẽ mở nắp ra để cùng các bác sẽ đi quan sát về nội thất của nó ở phía bên trong. Và cuối cùng thì em sẽ test bộ cơ cũng như là mắt của chiếc đầu này để các bác thấy được rõ hơn về tình trạng hình thức bề ngoài cũng như là nội thất của nó ở phía bên trong và các chức năng của nó hoạt động rất là ok. Và sau đây thì em sẽ tiến lại gần để chúng ta quan sát cụ thể được rõ ràng hơn về tình trạng của chiếc đầu này. Đối với dòng Denon S10 thì các bác đều đã biết bên cửa hàng của chúng em cũng đã giới thiệu đến các bác rất nhiều lần rồi. Đối với dòng S10 thì nó có nhiều mô đen khác nhau, dòng S10 trơn, S10 2 la mã, S10 3 la mã rồi là S10 3 la mã limited. Và đây là dòng S10 25 mã ở trong phân khúc tầm dưới 20 triệu thì đây là một à, mẫu đầu rất là tuyệt vời để các bác có thể sở hữu cho mình những chiếc đầu như thế này. Nó vừa chạy đĩa CD và hơn nữa thì nó lại có tính năng giải mã DAC rất là tuyệt vời. Đối với chiếc đầu CD Denon S10 25 mã này thì đây là một mẫu model được ra đời năm 1997 và sau khi nó ra đời thì đây là một mẫu model được những người chơi audio rất là yêu thích. Thứ nhất là về cái chất âm rất là hay và thứ hai là cái kiểu dáng của nó rất là bắt mắt và một cái ưu điểm nữa thì cái giá thành của nó cũng rất là phù hợp đấy các bác nhìn thấy tổng quan ở mặt trước của nó thì nó sử dụng mặt phay nhôm trắng và các góc cạnh của nó bốn góc thì các bác thấy nó được uh, bo Đấy, vuông góc này ở phía bên này thì các bác nhìn thấy đây là một nút power nút nguồn đây là nút uh, output tức là các bác có thể chọn là uh, về cd optical rồi là coaxial. Ở phía dưới thì các bác nhìn thấy nó sử dụng một cái màn hình vi tính nhìn rất là đẳng cấp. Và ở phía trên thì nó sử dụng cái khay đĩa của nó ở đây. Và gần cuối video thì em sẽ test bộ cơ cũng như là cái mắt và cái màn hình vi tính để các bác nhìn thấy được rõ hơn khi chúng ta cắm điện nguồn vào và chúng ta bật điện nguồn lên. Bên này là nút play, stop, next bài. Đấy, rồi là open, close ra vào đĩa cộng phone, rồi là cộng layout, chỉnh âm lượng to nhỏ đó là toàn bộ về mặt trước của dòng model này. Sau đây thì em cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể. Đây là ở phía bên sườn. Các bác thấy thì máy quay em đặt rất là xa rồi, đấy. Đây là ở phía sau. Đây là ở phía bên sườn. Và sau đây thì em cũng sẽ nói qua cái kích thước của chiếc đầu này để bác nào chưa rõ thì các bác có thể nắm được này. À, đối với chiếc đầu Denon s 12 la mã này thì nó có chiều ngang là 43 cm. Các bác lưu ý nhé, chiều ngang là 43,4 cm và chiều sâu của nó là 35 cm và nó có chiều cao là 13,5 cm. Chiếc đầu này nó có trọng lượng lên tới là 14 kg. Như vậy thì các bác thấy đây là một chiếc đầu CD không thôi. Đấy. Xin lỗi các bác, vừa à, chiếc đầu CD và giải mã DSC mà nó có trọng lượng lên tới tận 14 kg. Như vậy thì các bác thấy cái trọng lượng của chiếc đầu này rất là khủng khiếp. Điều đó thì các bác cũng đã biết về cái chất lượng của sản phẩm rồi Chất âm hay, kiểu dáng đẹp Đấy. Do đó những dòng model như thế này thì được rất nhiều bác yêu thích Và sau đây thì em uh, xin phép được uh, bỏ tạm tấm biển xuống đây để các bác quan sát được rõ hơn Đấy. Tổng quan về cái tình trạng của nó Nó xấu chỗ nào, nó đẹp chỗ nào thì các bác cũng có thể nhìn rõ luôn Và em cũng có thể chỉ rõ luôn cho các bác về những cái khuyết điểm của nó luôn Để bác nào không ngần ngại thì các bác có thể alo cho bên cửa hàng của chúng em đấy như đây là một chiếc đầu thì các bác thấy nó quá tuyệt vời rồi nó quá đẹp ở phía trên thì các bác nhìn thấy nó được bố trí những cái nắp đậy đấy, được che đậy bằng ba mặt và ở phía trên nóc của nó thì nó được bố trí bằng à, 6 con ốc và hai bên sườn nữa đấy, là 10 con ốc đấy, bên sườn này hai con này và bên sườn này hai con nữa đấy. tổng là 10 con ở phía sau hai con ốc nhỏ vít nữa À, đối với dòng mô đen này thì nó sử dụng nắp vỏ hợp kim kim loại rất là dày và rất là nặng việc à, sử dụng những nắp vỏ hợp kim kim loại như thế này thì nó sẽ có tác dụng là chống ổn chống nhiễu và chống dung và một cái điểm nữa thì nó chống cái lực tác động ở phía bên ngoài khi nó ảnh hưởng đến các à, phiên mạch linh kiện điện tử của nó ở phía bên trong làm cho máy sẽ hoạt động trơn tru hơn bền bỉ hơn do đó thì nó sẽ đưa ra chất âm sẽ tuyệt vời hơn đó là một cái ưu điểm của cái nắp đậy của nó này, đấy. Đây là ở phía sau. Các bác nhìn thấy ở phía sau thì đối với dòng model này thì nó cho chúng ta xuất uh, tín hiệu ra bằng cái đường analog. Ở phía trên thì các bác thấy thì chúng ta có thể cắm vào đây, đấy là nó đưa tín hiệu đi thẳng ra. Còn ở phía dưới là cổng ven table thì các bác có thể cắm vào là chúng ta có thể chỉnh được âm lượng Qua đỏ, các bác lưu ý. Đối với những dòng xuất hai đường tín hiệu đi ra như thế này thì các bác đều đã biết rồi. Và chiếc đầu này chạy nguồn điện 100V và có công suất lên đến là 20W. Ở phía bên này là đường Kosiwang. Các bác thấy ở phía bên này là đi tờ ao, tức là đường đưa tín hiệu đi ra bằng đường đồng trục và bằng đường quang. Bên này là đường in, đi in, tức là nhận tín hiệu đi vào bằng đường Kosiwang và đường quang để nhận giải mã DSC. Đó là tổng quan về tình trạng bề ngoài của chiếc đầu CD-Denon s 10 hay là mã rồi. Các bác thấy về tình trạng của nó rất là xuất sắc rồi. Và sau đây thì em sẽ tháo nắp ra để cùng các bác sẽ đi quan sát về nội thất của nó ở phía bên trong. Và sau đó thì em sẽ test bộ cơ cũng như là mắt của chiếc đầu này để các bác thấy được rõ hơn về tình trạng bề ngoài, nội thất của nó ở phía bên trong và bộ cơ cũng như là mắt của nó hoạt động rất là ok. Và sau khi tháo bỏ nắp vỏ của chiếc đầu CD Denon S10 25 ra thì các bác thấy được đây là toàn bộ về nội thất của nó ở phía bên trong. Các bác thấy được đây là nắp vỏ của nó này, em cũng đã tháo ra đấy để sang bên này. Để cùng các bác dễ dàng quan sát về nội thất của nó ở phía bên trong. Và sau đây thì em sẽ cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về nội thất của nó ở phía bên trong và sau đó thì em sẽ cùng các bác test bộ cơ cũng như là mắt của chiếc đầu này để các bác thấy được đây là một chiếc đầu rất là tuyệt vời để các bác có thể sử dụng trong gia đình. Các bác thấy rất là rõ đây là toàn bộ về nội thất của chiếc đầu này. Trước tiên thì các bác nhìn thấy nó sử dụng hai cái biến thế nguồn được bố trí nằm ở phía bên tay trái khi chúng ta đối diện trước mặt đầu vào. Các bác nhìn thấy 1 2 Denon Audio. Tiếp theo ở phía bên trong thì các bác nhìn thấy rất nhiều những linh kiện điện tử rất là cao cấp và những phên mạch đấy. Các bác nhìn thấy toàn bộ những phên mạch của nó này, linh kiện điện tử. Tất cả những đít của cái con tụ con trở thì các bác nhìn thấy nó vẫn được bố trí vẫn là sáng choang đấy. Em sẽ đưa máy quay sát vào để cùng các bác sẽ quan sát cụ thể hơn về cái tình trạng của nó. Các bác lưu ý thì đối với khung xương của nó thì đều được bố trí mạ đồng. Đấy các bác nhìn thấy đây này. Kể cả ở cái nắp đằng sau này hay bên sườn này các bác nhìn thấy đều được bố trí mạ đồng hết. Và đây là cái bộ uh, cơ của nó này Các bác thấy ở phía bên trong bộ cơ thì nó được bố trí bọc một uh, miếng kim loại Đấy mạ đồng như thế này Các bác thấy đây là toàn bộ ở trên cái sơ đồ của nó này Kể cả những cái con ốc vặn của nó thì các bác thấy cũng đều được bố trí mạ đồng Đấy Tránh những chuyện uh, trường hợp bị han gì Đấy Các bác thấy đây Rất là rõ về nội thất của nó thì các bác thấy được thì nó rất là đẹp rồi Ở video clip này thì em sẽ quay rõ về cái nội thất của nó để các bác cùng nhìn thấy rõ được và cảm nhận về cái độ đẹp về nội thất của chiếc đầu CD Denon S10 hay là mã này Đó là toàn bộ về cái nội thất của nó ở phía bên trong và sau đây thì em sẽ bật nguồn lên và test bộ cơ cũng như là test cái mắt của chiếc đầu này để các bác thấy được đây là một chiếc đầu Uh, bộ cơ chạy rất là êm Và mắt thì đọc rất là khỏe Đấy, Các bác thấy cho bà thì nó đọc ngay Em xin uh, top lại này Đĩa thì em uh, đã trong có sẵn này Đây là cửa cơ Đấy. Cơ của nó thì các bác thấy chạy rất là êm Các bác uh, cho đĩa vào là nó đọc rồi Các bác có thể nách bài liên tục Các bác thấy không? Chỉ cần buông tay ra là đọc vụ vụ ngay Về ngang qua đường cũ các bác thấy đi ở video clip này thì em à, sử dụng uh, tạm bộ kéo đẩy của hãng Acufei đấy và đó là dòng C 200 và P 300S và cặp loa đó là cặp loa JBL có model là T 80 xin lỗi các bác là 80T cặp loa này có mức giá là 19 và bộ kéo đẩy này có mức giá là uh, dưới 40 khá là xa các bác có để sit uh, top này Em sử dụng luôn phím ở trên đầu này thương không... nhớ thương em nhiều lòng thêm lắm. các bác thấy thì thì Kể cả test các chức năng ở trên đầu rồi là trên khiển thì nó hoạt động rất là ok. Và tính năng giải mã DC của nó thì chạy rất là tuyệt vời rồi. Em cũng đã test rồi. Trước khi ở video clip này thì em cũng chưa mượn tặng một phát ở chiếc đầu khác để test tính năng giải mã của chiếc đầu này được. Như tất cả những sản phẩm thì các bác thấy hoạt động rất là chuyên chu Em cũng đã test qua rồi là quay toàn bộ nội thất của nó ở phía bên trong thì các bác cũng đã thấy được rất là rõ về cái tình trạng của nó rồi và hình thức bên ngoài thì em cũng quay rất là cụ thể chi tiết về cái tình trạng của chiếc đầu CD Denon S10 hai la mã rồi. Và cuối cùng giá cho chiếc đầu CD Denon S10 hai la mã này thì có mức giá là trên dưới 19 một chút. À, các bác có nhu cầu thì các bác có thể alo cho bên cửa hàng của chúng em. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip ở đây. Xin chào và tạm biệt các bác.